Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 30 Địa Thần An Trụ Phó Thác Thứ 10 Hồi Hướng Vào Pháp Giới Vô Lượng. Bấy giờ Thiện Tài Đồng Tử từ từ đi du hành, đến nước Ma Kiệt Đề trong Bồ Đề Tràng, chỗ vị thần An Trụ. Lúc đó Thiện Tài Đồng Tử từ từ đi du hành về phương hướng Nam, đến nước Ma Kiệt Đề trong Bồ Đề Tràng, chỗ vị thần An Trụ. Đây là hồi hướng thứ 10 vào Pháp Giới Vô Lượng, biểu thị bình đẳng, đem Pháp Giới căn lành hồi hướng về Pháp Giới. Thiện tri thức tên là Địa Thần An Trụ. Địa là chỗ nương của vạn pháp, tức là nhập vào Pháp Giới. An Trụ, tức nghĩa là tiến vào. Bồ Đề Tràng, tức là nhập vào Pháp Giới, cũng là xứ sở của Bồ Đề. Có trăm vạn vị Địa Thần cùng ở trong đó, bèn nói với nhau rằng, đồng tử này đến, tức là Phật Tạng sẽ khắp vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, sẽ khắp phá vỡ lớp vỏ vô minh của tất cả chúng sinh. Người này đã sinh trong dòng dõi Pháp Vương, sẽ dùng lụa pháp lìa cấu vô ngại mà quấn trên đầu, sẽ khai mở đại chân bảo tàng trí huệ hàng phục tất cả tà luận dị đạo. Có trăm vạn vị Địa Thần cùng ở trong Bồ Đề Tràng, bèn nói với nhau rằng, vị đồng tử này đến, tức là Phật Tạng, ngài sẽ khắp vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, sẽ khắp phá vỡ lớp vỏ vô minh của tất cả chúng sinh. Người này đã sinh trong dòng dõi Pháp Vương, sẽ dùng lụa pháp lìa cấu vô ngại mà quấn trên đầu, ngài sẽ khai mở đại chân bảo tàng trí huệ hàng phục tất cả tà luận dị đạo của ngoại đạo. Bấy giờ vị Địa Thần An Trụ cùng trăm vạn vị Địa Thần phóng đại quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, khiến cho khắp đại địa đồng thời chấn động, đủ thứ báu vật trang nghiêm khắp nơi, hình bóng trong sạch chiếu soi lẫn nhau, tất cả lá cây đều cùng sinh trưởng, tất cả hoa đều cùng nở ra, tất cả trái cây đều cùng chín, tất cả dòng sông đều chảy xuống lẫn nhau, tất cả ao đầm đều tràn đầy, mưa xuống nước thơm, tẩy rửa khắp mặt đất, gió thổi, hoa dài khắp trên mặt đất, vô số âm nhạc đồng thời đều tấu lên. Đồ trang nghiêm cõi trời đều vang ra tiếng hay, châu chúa, voi chúa, sư tử chúa, vân vân đều sinh tâm vui mừng, nhảy nhót gầm hú, như núi lớn chạm nhau vang ra tiếng, trăm ngàn bảo tàng ngầm dưới đất tự nhiên hiện lên. Lúc đó vị Địa Thần An Trụ cùng trăm vạn vị Địa Thần khác phóng đại quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, cũng khiến cho khắp đại địa đồng thời phát sinh chấn động, có đủ thứ báu vật trang nghiêm khắp nơi, hình bóng trong sạch hỗ tương chiếu soi lẫn nhau, ánh sáng này chiếu đến ánh sáng kia chiếu đến ánh sáng nọ, hỗ tương vô ngại, tất cả lá cây đều cùng sinh trưởng, tất cả hoa đều cùng nở ra, tất cả trái cây đều cùng chín, tất cả dòng sông đều chảy xuống lẫn nhau, liên tục không ngừng, tất cả ao đầm đều tràn đầy nước, lại mưa xuống nước thơm tẩy rửa khắp mặt đất, gió thổi hoa dài khắp trên mặt đất, lại có vô số âm nhạc đồng thời đều tấu lên, độ trang nghiêm cõi trời đều cùng vang ra tiếng hay, châu chúa, voi chúa, sư tử chúa, vân vân đều sinh tâm vui mừng, nhảy nhót gầm hú, như núi lớn chạm nhau vang ra tiếng, có trăm ngàn bảo tàng ngầm dưới đất tự nhiên hiện lên. Bấy giờ Địa Thần An Trụ bảo Thiện Tài rằng, Thiện Lai đồng tử, người ở tại chỗ này đã từng trồng căn lành, ta vì ngươi mà thị hiện, người có muốn thấy chăng? Bấy giờ Thiện Tài đảnh lễ vị Địa Thần, đi nhiễu quanh vô số vòng, đứng chắp tay bạch rằng, Đức Thánh, dạ con muốn thấy. Bấy giờ Địa Thần An Trụ dùng chân ấn xuống đất, thì trong ngàn ức A Tăng Kỳ bảo tàng tự nhiên hiện lên, rồi bảo rằng, Thiện Nam Tử, nay bảo tàng này sẽ đi theo ngươi, đó là quả báo căn lành thuở xưa của ngươi, là phước lực của ngươi nhiếp thọ, ngươi hãy tùy ý thọ dụng tự tại. Lúc đó, vị Địa Thần An Trụ bảo Thiện Tài rằng, Thiện Lai đồng tử, ngươi ở tại chỗ này đã từng trồng căn lành, hiện nay ta vì ngươi thị hiện cảnh giới này, ngươi có muốn thấy chăng? Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm đa số là hiện ra ở trong định, cho nên thời thời vô cùng vô tận, đều là nhân duyên thị hiện. Chúng ta nghe kinh đều nên biết tất cả cảnh giới này đều ở trong định thuyết pháp, trong định hiện ra, đây đều là không thể nghĩ bàn. Lúc đó Thiện Tài đảnh lễ vị Địa Thần, rồi đi nhiễu quanh vô số vòng, đứng chắp tay bạch rằng, Đức Thánh, dạ con muốn thấy, thuở xưa con gieo trồng căn lành tại chỗ này như thế nào? Lúc đó vị Địa Thần An Trụ dùng chân ấn xuống đất, thì có trăm ngàn ước A Tăng Kỳ bảo tàng tự nhiên hiện lên. Sau đó vị Địa Thần An Trụ bảo rằng, Thiện Nam Tử,
Nay đủ thứ bảo tàng này sẽ đi theo ngươi, đó là quả báo căn lành thuở xưa của ngươi đã gieo trồng, là phước lực của ngươi nhiếp thọ, ngươi hãy tùy ý thọ dụng tự tại. Thiện nam tử, ta được giải thoát của Bồ Tát, tên là Tạng Trí Huệ không thể hoại. Ta thường dùng pháp này mà thành tựu chúng sinh. Thiện nam tử, ta nhớ từ thuở Đức Phật Nhiên Đăng đến nay, ta thường theo Bồ Tát cung kính giữ gìn, quán sát hết thảy cảnh giới tâm hạnh trí huệ của Bồ Tát, tất cả thệ nguyện các hạnh thanh tịnh, tất cả tam muội thần thông rộng lớn, sức đại tự tại, pháp không thể hoại, đi đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, được khắp tất cả các Như Lai thọ ký, truyền bánh xe pháp của tất cả chư Phật, rộng nói tất cả môn Tu Đa La, đại pháp quang minh đều chiếu sáng khắp, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, thị hiện thần biến của tất cả chư Phật, ta đều lãnh thọ được, đều nhớ trì được. Thiện nam tử, ta được môn giải thoát của Bồ Tát tên là Tạng Trí Huệ không thể hoại, ta thường dùng pháp môn này mà thành tựu chúng sinh. Thiện nam tử, ta nhớ từ thuở Đức Phật Nhiên Đăng đến nay, ta thường theo Bồ Tát cung kính giữ gìn các ngài, quán sát hết thảy cảnh giới tâm hạnh trí huệ của Bồ Tát, tất cả thệ nguyện các hạnh thanh tịnh, tất cả tam muội thần thông rộng lớn, sức đại tự tại không thể, pháp không thể hoại. Ta đi đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, được khắp tất cả các Như Lai thọ ký, truyền bánh xe diệu pháp của tất cả chư Phật, rộng nói tất cả môn Tu Đa La kinh điển, đại pháp quang minh của ta đều chiếu sáng khắp tất cả thế giới, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, ta thị hiện thần thông biến hóa của tất cả chư Phật, đủ thứ những cảnh giới như vậy ta đều lãnh thọ được, đều hoàn toàn ghi nhớ thọ trì được. Đây là biểu thị trí bất hoại của vị địa thần, nên thường nhớ trì được. Thiện nam tử lại về thuở xưa, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, có kiếp tên là Trang Nghiêm, thế giới tên là Nguyệt Tràng, Đức Phật hiệu là Diệu Nhãn. Ở chỗ Đức Phật đó, ta đắc được pháp môn này. Thiện nam tử, ta nơi pháp môn này, hoặc vào hoặc ra, tu tập tăng trưởng, thường thấy chư Phật chưa từng xả lìa, xưa từ lúc ban đầu đắc được, cho đến hiển kiếp, trong thời gian đó ta gặp được các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, thảy đều hầu hạ cung kính cúng dường, cũng thấy các Đức Phật đó đến tọa Bồ Đề hiện đại thần lực, cũng thấy tất cả công đức căn lành của hết thảy các Đức Phật đó. Thiện nam tử lại về thuở xưa, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, trong đó có kiếp tên là Trang Nghiêm, thế giới tên là Nguyệt Tràng, Đức Phật hiệu là Diệu Nhãn. Ở chỗ đạo tràng của Đức Phật đó, ta đắc được pháp môn Tạng Trí Huệ không thể hoại này. Thiện nam tử, ta nơi pháp môn này, hoặc vào hoặc ra, ta đều tu tập tăng trưởng căn lành, thường thấy được tất cả chư Phật chưa từng xả lìa, thuở xưa từ lúc ban đầu đắc được pháp môn này, cho đến hiện kiếp hiện tại, trong thời gian đó ta gặp được các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, ta đều hầu hạ cung kính cúng dường các ngài. Ta cũng thấy các Đức Phật đó đến tọa Bồ Đề thị hiện đại thần lực, ta cũng thấy tất cả công đức căn lành của hết thảy các Đức Phật đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn Tạng Trí Huệ không thể hoại này, như các đại Bồ Tát thường theo chư Phật thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói, vào trí huệ thâm sâu của tất cả chư Phật, niệm niệm đầy khắp tất cả pháp giới, đồng với thân Như Lai sinh tâm chư Phật, đủ pháp của chư Phật, làm các Phật sự mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn Tạng Trí Huệ không thể hoại này, như các đại Bồ Tát thường theo chư Phật thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói, vào biển trí huệ thâm sâu của tất cả chư Phật, niệm niệm đầy khắp tất cả pháp giới, thân các ngài đồng với thân Như Lai, bình đẳng không hai, sinh ra tâm chư Phật, đầy đủ pháp của chư Phật, làm các đại Phật sự mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Chúng ta sắp đả xong Phật thất này. Trong thời gian này, có người rất dụng công niệm Phật, có người thì niệm cho có lệ, chẳng chịu dụng công. Người dụng công thì sẽ trồng xuống rất nhiều căn lành, giống như thiện tài đồng tử, có rất nhiều bảo tàng tụ tập lại. Người chẳng dụng công thì giống như một số phàm phu chẳng có phước báu, cũng chẳng trồng căn lành. Cho nên mỗi năm đả thất, tôi sẽ vì các vị giảng khai thị, chẳng muốn nói đây có lợi ích gì. Vì khi nói với quý vị về lợi ích thì quý vị sẽ tham lợi ích mà chẳng chịu chân chánh dụng công. Đả thất là việc công của đạo tràng, cũng là pháp môn mà mỗi cá nhân nên dụng công tu hành. Cho nên một mặt thì ủng hộ đạo tràng,
một mặt thì tài bồi căn lành của mình. Kỷ niệm Phật này, tôi nhìn thấy có những người không biết chắp tay là đúng hay buông tay là đúng, nhất là những người mới chưa hiểu biết. Khi bắt đầu niệm Phật thì chắp tay, đến lúc đi quanh niệm Phật thì buông tay xuống để ở trước ngực, chứ chẳng phải là buông tay thòng xuống đầu gối. Đây là một loại, một thứ oai nghi giáo tướng. Khi tụng kinh Di Đà, tụng đến sáu phương chư Phật thì chắp tay lên biểu thị sự cung kính, tụng xong sáu phương chư Phật thì bỏ tay xuống. Đồng thời khi tán Di Đà thì chắp tay lên. Đây là sự việc đại khái. Những người nào đã hiểu rồi, thấy những người chưa hiểu thì nên nói cho họ biết, cũng không chịu nói là thị ý buông tay. Vì nói nhiều thì cũng không tốt, mọi người tốt nhất là không nói, trừ phi có chuyện gì đặc biệt thì có thể nói. Việc chẳng quan trọng, mọi người hãy một lòng dụng công niệm Phật. Do đó có câu, ít nói lời thị phi, niệm nhiều danh hiệu Phật, đánh được niệm đầu chết, pháp thân bạn sống lại. Bạn chẳng chuyên nhất dụng công, cứ phan duyên với người khác, nói chuyện với người khác, đó đều là phan duyên. Điểm này mọi người phải biết, khi buổi tối làm đại hồi hướng thì đều chắp tay lên, tất cung tất kính. Thiện nam tử trong thành Ca Tỷ La, nước Ma Kiệt Đè Diêm Phủ Đè này, có chủ dạ thần tên là Bà San Bà Diễn Đè. Người hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị địa thần an trụ, đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi. Thiện nam tử trong thành Ca Tỳ La, nước Ma Kiệt Đè Diêm Phủ Đè này có vị chủ dạ thần tên là Bà San Bà Diễn Đè. Người hãy đi đến chỗ vị đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Vị ấy sẽ vì ngươi nói. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị địa thần an trụ, rồi đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng vị thiện tri thức, sau đó tử tạ mà đi về hướng nam, tìm cầu vị thiện tri thức khác.